Ngài Bộ trưởng. Muôn năm. 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 Tôi rất cảm ơn ngài vì đã chấp nhận lời mời của chúng tôi. Ngài đã sắp xếp lịch trình bận rộn để dành thời gian đến đây. Cảm ơn. Cô Nandini, tôi luôn sẵn sàng dốc sức mình để mà phục vụ tất cả người dân của tôi. Và đây cũng là khu vực bầu cử của tôi. Nói cho tôi biết, mọi người đã chuẩn bị hết cho cuộc thi chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Nhưng có vẻ không phải như vậy. Đây chính là đích của cuộc đua. Đằng kia chính là điểm khởi đầu. Ngài là khách mời chính, nên chúng tôi muốn mời ngài đạp xe đến đích trước tiên đó. Tôi sao? Đúng. Nhưng mà tôi chưa... Mời ngài. Mời ngài. Vậy giờ chúng tôi sẽ đưa ngài đến điểm xuất phát nha. Mời ngài. Xe đạp đâu? Mang qua. Mang xe đạp qua đây. Nhanh lên nào. Tôi sẽ mang liền. Gì mà nhiều ổ gà quá vậy? Đi bộ trên con đường này thôi cũng đủ mỗi lưng. Làm sao tôi có thể đạp xe được chứ? Hãy làm theo cách đất nước đang vận hành. Không sao đâu. Hãy để mọi thứ diễn ra theo cách riêng của nó. Ngài không thể chơi trò trốn tìm ở đây đâu. Ngài chỉ cần ngồi lên và nắm chặt tay cầm. À đây. Hãy bắt đầu thôi nào. Ngài cẩn thận nha. Tôi sẽ làm gì khu vực bầu cử của tôi. Tuyệt vời. Ngài Bộ trưởng giỏi quá. Đỡ tôi vậy. Ngài Bộ trưởng. Sếp. Nhanh lên. Ngài có sao không vậy? Có bị thương không? Cẩn thận. Rồi. Bộ trưởng. Câm mồm đi. Chào buổi sáng. Đây là đồng hồ của cậu. Xém nữa là tôi đã quên đưa cho cậu rồi. Hôm qua căng thẳng quá ha. Không sao. Tôi rất vui vì đã tìm được nó. Mà cậu tìm thấy nó ở đâu vậy? Có một cô gái nói là đã cho cậu đi quá gian đó. Đúng. Phải cảm ơn cô ấy mới được. Đi thôi. Chà, mấy người gọi tôi đến đây là muốn làm nhục tôi có phải không? Không phải. Chúng tôi chỉ là muốn ngài hiểu nỗi đau của chúng tôi. Hầu như mỗi ngày trên con đường này đều xảy ra tai nạn. Mỗi ngày ở đây đều có người bị thương hết đó thưa ngài. Hôm qua là giới hạn rồi. Một cậu bé đang chuẩn bị cho bài thi thể chất cuối cùng để trở thành cảnh sát. Nhưng vì con đường này mà giờ cậu ấy không biết nằm liệt giường bao lâu nữa. Ngài cũng đã ngã xe và nó rất nguy hiểm cho phụ nữ mang thai khi đi lại. Chúng tôi đang phải chịu đựng cực khổ vì con đường này mỗi ngày. Thưa ngài, chúng tôi chỉ là dân đen làm việc tay chân. Làm gì có xe hơi sang trọng như các ngài. Chúng tôi chỉ có thể đi bộ, đi xe máy hoặc đi xe đạp qua con đường này mỗi ngày. Đúng. Tôi đã nhiều lần nộp khiếu nại bằng văn bản nhưng không có ai phản hồi hết. Nên đó là lý do tại sao tôi nói dối để mời ngài đến đây. Tôi xin lỗi vì đã làm như vậy. Đúng vậy, chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi xin lỗi ngài. Thành thật xin lỗi. Được rồi. Tất cả mọi người ở đây đã phải chịu đựng rất nhiều vì con đường này. Tôi rất tiếc. Nandini, tôi xin lỗi, cô đã làm cho tôi sáng mắt ra. Giờ thì mọi người hãy cho tôi biết vấn đề của mọi người là gì. Ngài Bộ trưởng nhìn đi,
Tình trạng của con đường này rất là kinh khủng đó. Vì con đường này mà tôi phải trả thêm 800 ruby để sửa cái tu lạnh mới mua, thật là oan ức. Ngài bộ trưởng, không chỉ đường xá thô đâu, mà còn nhiều vấn đề khác nữa. Ông ấy là ông Ban đây, ba của Manini. Dạ. Lương hưu của ông ấy vẫn chưa được thanh toán rồi một năm nay. Không chỉ có tôi, thưa bộ trưởng, ở đây vẫn còn nhiều người có hoàn cảnh giống như tôi. Ông ấy là ông Misa. Ông ấy đã quá chán ngán cuộc đời của mình, đến nỗi phải uống thuốc độc. Ông ấy đã cố gắng tự tử. Ông Misa, không được. Điều đó không nên lặp lại, không hay chút nào. Được rồi, như vậy đi. Tất cả hãy nói cho tôi biết vấn đề của mình từng người một. Tôi muốn nói. Bình tĩnh nào. Hãy bình tĩnh. Bình tĩnh đi. Ngài bộ trưởng đã thấu hiểu được nỗi đau và sự khổ cực của mọi người. Tôi xin đảm bảo rằng những ngày tồi tệ của mọi người ở đây sẽ không còn nữa. Giờ thì giúp tôi làm một việc. Viết vấn đề của mình muốn nói ra và gửi đến cho tôi. Được, tuyệt vời. Tôi hứa, chắc chắn đích thân tôi sẽ giải quyết các vấn đề ở đây. Nếu như mà tôi biết sớm thì tôi đã có thể giải quyết vấn đề sớm cho mọi người rồi. Cô Nandini, đó cũng là trách nhiệm của cô. Làm giúp tôi một việc là cô hãy mang vác văn bản khiếu nại của họ đến cho tôi. Dạ được, tôi sẽ mang tới ngay. Con cần gì phải gánh vác trách nhiệm của mọi người, cần gì phải đau đầu như vậy chứ. Mẹ ơi, không phải đau đầu đâu. Hạnh phúc của chúng ta nằm ở chỗ này. Đây là điều chúng ta được mong muốn mà. Con có bao giờ nghe lời mẹ? Con sẽ không chịu ngồi yên nếu như không đạt được điều mình muốn. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người. Mọi người yên tâm đi, chắc chắn các vấn đề của mọi người sẽ được tôi giải quyết. Giờ tôi xin phép đi trước. Lối này. Hãy nhường đường. Tốt quá rồi. Xin cảm ơn ngài. Đi về thôi. Muôn năm. Xin chào. Chào bà. Chào. Chào. Chúng tôi đã nhận được một số lá thư từ các khu vực bầu cử. Akansha, còn giúp ông ấy xem qua đi. Tôi thấy không quen lắm. Mình đi vào trong thôi. Xin cho tôi qua nha. Bài thuyết trình để chuẩn bị xong chưa? Tiến hành thôi. Nandini à, con đã làm được một điều rất tuyệt vời mà một thư ký xã hội như ta đây không thể nào làm được đó. Dạ không đâu. Vấn đề dù khó đến đâu cũng có cách giải quyết. Chúng ta chỉ cần làm nó một cách chân thành thôi. Ánh đèn chính là thứ đã giúp chúng ta xua tan bóng tối. Tương tự, nghĩa vụ thực hiện quyền lợi giúp mang lại hy vọng cho mọi người. Bắt đầu cuộc họp thôi. Trong phần trình bày lần trước, chúng ta đã thảo luận nguyên nhân khiến chúng ta thua liên tiếp. Nhưng hôm nay, để thắng cử ở thủ đô Delhi, chúng ta sẽ phải thảo luận về chiến lược giúp chúng ta đảm bảo giành chiến thắng. Bây giờ chúng ta sẽ xem vài số liệu thống kê. Đây là biểu đồ tỷ lệ giàu nghèo. Đây là trung lưu và tầng lớp thấp hơn. Theo điều tra dân số năm 2012, thì ta có khoảng 212 vạn dân số được phân bố
không đồng đều ở Delhi. Hãy nhìn vào tỷ lệ người giàu, nó chính là nhỏ nhất. Trong thước đo rất lớn, cho đến nay, chúng ta chỉ đang tập trung vào tầng lớp này. Đó là lý do mà chúng ta không thể đạt được thắng lợi. Bởi vì bọn họ không có tham gia bỏ phiếu. Và bây giờ, đảng của chúng ta sẽ tập trung vào tầng lớp trung lưu và tầng lớp thấp hơn. Họ đã quen với việc đứng dưới nắng hàng giờ để cùng nhau bỏ phiếu. Từ giấy khai sinh của họ đến giấy chứng tử của họ đều phải làm bằng cách đứng xếp hàng hàng giờ. Về cơ bản thì bọn họ mới là cử tri thật sự. Và cả hai tầng lớp này họ đều suy nghĩ bằng cả trái tim họ, nên việc tiếp cận họ sẽ không còn quá khó. Vì vậy chúng ta phải hoạch định một chiến lược để họ được hưởng lợi. Chúng ta tìm cách giúp cho họ giải quyết các vấn đề. Sau khi các vấn đề được giải quyết một cách triệt để thì bọn họ sẽ ủng hộ chúng ta. Và bây giờ hãy xem những vấn đề mà họ gặp là gì. Vấn đề lớn nhất bây giờ là lạm phát. Điều quan trọng bây giờ là phải kiểm soát nó. Nhưng chuyện đó đâu có dễ dàng mà giải quyết. Nè, con thử nhìn danh sách này là biết ha. Lạm phát đã làm hoàn cảnh của người dân bình thường trở nên khó khăn. Nếu như chủ của cửa hàng tạp hóa ở chỗ chúng ta buôn bán trung thực thì tốt biết mấy. Nhưng mà anh ta lại làm tiếp thị đen. Mẹ, đừng lo lắng. Tháng này chắc chắn anh ấy sẽ không dám làm những việc đó nữa đâu. Bộ trưởng sẽ đưa lệnh xuống mà. Thật tốt nếu điều đó xảy ra. Con phải đi rồi, chào mẹ. Ít nhất phải ăn sáng đã chứ. Mẹ, được rồi, có rất nhiều việc con phải làm đó. Đã muộn quá rồi. Con phải nộp tất cả những lời phàn nàn trong ngày hôm nay đó. Tạm biệt. Vậy còn vấn đề lớn thứ hai của người dân là gì? Chính là giáo dục. Chỉ có người may mắn mới có được một cơ sở giáo dục tốt thôi. Chị ơi, em nghĩ là chúng ta viết thư cũng vô ích. Vấn đề quyên góp và hạn ngạch sẽ không bao giờ được giải quyết đâu. Các bộ trưởng ở trên sẽ không bao giờ có thể giải quyết nó. Em cứ viết nó ra đi. Ông ấy cũng đảm bảo rồi mà. Và hứa là sẽ chuyển khiếu nại của chúng ta đến cấp trên của ông ấy. Vì vậy, hãy để bộ trưởng có cơ hội thực hiện công việc của mình. Nào, viết đi. Chị cứ xem đi, chuyện này vô ích thôi. Shida, ta hãy có niềm tin, mọi thứ sẽ ổn thôi. Chỉ cần đừng bỏ cuộc. Bây giờ nói về vấn đề an ninh. Ban đêm không hề an toàn cho phụ nữ. Ở khu vực chúng tôi, các chàng trai thường cư xử không đúng mực với chúng tôi. Chị ơi, đèn đường thì bị hư, nhưng không có ai chịu xuống thay bóng mới hết. Hãy viết ra hết. Còn ai có vấn đề gì nữa không? Còn cơ sở hạ tầng. Đó là điều quan trọng nhất. Dấu hiệu đầu tiên của cơ sở hạ tầng tốt là phải kết nối được với thành phố của chúng ta. Nếu như đường xá được sửa chữa thì tai nạn nó không xảy ra. Bây giờ tương lai của con trai gì, nó sẽ ra sao đây? Dì nghe con, chỉ một bước nhỏ ngày hôm nay cũng sẽ thay đổi tương lai của tất cả chúng ta. Hãy tin con đi, tương lai của chúng ta sẽ tốt hơn quá khứ gấp nhiều lần. Bây giờ điều quan trọng nhất của bất kỳ một xã hội văn minh là gì nào? Luật pháp và trật tự. Con à, vợ chồng ta đã dành dụm được một số tiền để mua căn nhà nhỏ để cho người ta thuê. Chúng ta không hề có con cái, ngôi nhà là chỗ dựa duy nhất. Lúc đầu còn đóng tiền đầy đủ, nhưng sau đó cậu ta không chịu đóng tiền nhà nữa. Cậu ta cứ luôn diện lý do này nọ, và cuối cùng cậu ta đã dùng những hành vi côn đồ, rõ ràng là muốn quỵt tiền. Và cậu ta thậm chí còn muốn giết cả ta. Ta chưa bao giờ cảm thấy sợ như vậy. Vợ chồng ta già yếu, không biết cuộc sống vợ chồng ta sau này sẽ ra sao nữa. Cuối cùng, rất quan trọng là tham nhũng. Đó là vấn đề đã biến đất nước của chúng ta rỗng tuếch từ bên trong. Không ai thoát khỏi nó, dù già hay trẻ, giàu hay nghèo. Tại sao bác không nộp đơn khiếu nại hả? Ta đã làm rồi. Ta đã tiêu rất là nhiều tiền, nhưng mà hoàn toàn vô dụng. Cậu ta đã dùng tiền để hối lộ cảnh sát và khiến họ quý mến cậu ta. Ta đến tòa án, vụ án vẫn đang diễn ra, nhưng mà lần nào
ta có ngại điều trần thì chồng ta cũng không được khỏe. Bây giờ không có hy vọng gì nữa rồi. Chúng ta sẽ không còn tiền để dưỡng già nữa. Bác ơi, bác đừng khóc nữa. Con sẽ để lời khiếu nại của bác ở ngay trên đầu. Con tin chắc chắn ngài bộ trưởng sẽ giải quyết vấn đề của bác đầu tiên. Bạn phước cho con. Đây chính là kịch bản chính trị xã hội hiện tại. Nó cần phải được thay đổi khẩn cấp. Hãy cho tôi vào đi mà. Nè, anh không được phép vào đâu. Tôi nói nãy giờ mà anh không hiểu hay sao hả? Mau ra khỏi đây đi. Sao ồn ào vậy? Để tôi đi xem chuyện gì xảy ra. Tôi muốn gặp cậu Ravi. Tôi muốn gặp bà Gatri. Cho tôi vào đi mà. Làm ơn cho tôi vào đi. Có chuyện gì vậy? Sao anh ta lại vào được đây? Xin ngài hãy cứu con tôi. Con tôi sắp chết rồi thưa ngài. Bác sĩ nói thằng bé có một lỗ hổng ở tim, cần phải được phẫu thuật gấp, nhưng phải tốn 2 vạn ruby. Tôi làm gì có số tiền lớn vậy? Tôi chỉ là một người đàn ông nghèo, làm sao tôi có thể chi trả được số tiền lớn vậy? Tôi xin gửi ngài, đây chính là tất cả những lời khiếu nại của người dân. Họ đều viết bằng rất nhiều hy vọng. Cô làm rất tốt. Tôi lấy danh dự để đảm bảo với cô, tôi sẽ giải quyết vấn đề của từng người một ở đây. Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ vào việc luôn từ hôm nay. Cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi xin ngài hãy cứu con trai của tôi. Đừng quỳ dưới chân tôi. Tôi không thích điều này. Xin hãy cứu con Bùng tôi đó. Tôi cầu xin ngài mà. Việc này thật sự xấu hổ. Tôi cầu xin ngài hãy cứu lấy con trai của tôi. À bây, giải quyết vấn đề đi. Giúp anh ta cứu lấy đứa bé. Cầu xin ngài mà. Anh đừng khóc nữa. Chúng tôi đã hiểu được hoàn cảnh của anh rồi. Tôi hứa sẽ giúp anh. Hôm nay tôi sẽ nói chuyện với lãnh đạo của bệnh viện, được chứ? Đừng cảm ơn con. Con có làm gì đâu chứ. À, con sẽ gọi điện cho mọi người và thông báo cho họ rằng khiếu nại của họ đã được chấp nhận rồi. Ờ, đúng đó. Chắc là mọi người đang đợi tin của con đó ba. Chắc họ rất vui ha. Đâu rồi? Ba ơi, con đã quên điện thoại trong văn phòng rồi, để con sẽ quay lại lấy. Ờ. Santos. Dạ ngài. Cảm ơn. Dạ không có gì. A Bay, chuyện này là sao? Đúng là nó rất quan trọng. Cùng với lý thuyết thì thực tế cũng rất quan trọng. Để mà giành chiến thắng thì các kế hoạch nằm trên giấy là hoàn toàn không đủ. Chắc chắn là vậy. Cô có biết người đó không? Không. Đó, đó chính là lý do con người bị mất kết nối. Người đó đã làm việc trong văn phòng của chúng ta 5 năm rồi. Anh ta tên Santos. Cô không biết anh ấy thì sao biết tên được chứ? Ravi, cậu phải tương tác với những người như vậy. Phải tìm ra vấn đề của họ. Phải lắng nghe họ, xoa dịu nỗi đau của họ và bắt nhịp được với trái tim của tất cả quần chúng. Và điều quan trọng là phải có kiến thức về điều đó. Cậu sẽ phải gặp gỡ nhiều người hơn, tiếp xúc với họ nhiều hơn. Có tôi. Tôi phải làm gì với khiếu nại viết bằng niềm tin này đây hả? Ngài cứ làm những gì như mọi khi ngài làm thôi thưa ngài. Cậu nói tôi nghe đi. Cuộc bầu cử sắp đến, các quy tắc ứng xử sắp được triển khai. Tôi nên đổ đầy túi của mình hay nên đi sửa ổ gà cho bọn họ đi? Họ dám lừa gạt tôi,
Tôi cảm thấy mình đang bị sỉ nhục. Trên con đường đầy ổ gà đó. Nata. Dạ. Nếu như tôi còn ở đây, con đường đó không nên được sửa chữa. Ngài nói đúng. Như vậy nhu cầu của con người giống như cái đuôi của Hanuman, và nó sẽ không có kết thúc. Tuyệt vời. Việc của một chính trị gia phụ thuộc vào một hình ảnh tốt. Với những lời hứa của tôi, chắc chắn đã tạo ra được một hình ảnh tốt, cũng như là uy tín trong lòng người dân ở khối D của Gazoribat. Dù tôi có làm việc đó hay không, sự nghiệp chính trị của tôi sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng. Tôi sẽ chiến thắng, chắc chắn như vậy. Cô, cậu hiểu chưa nào? Số liệu chỉ có thể chỉ đường cho cậu thôi. Nhưng để chạm tới trái tim của một người, cậu cần phải có cảm xúc, ngay cả khi đó là giả tạo. Nó vô tình đã rơi nhầm đó. Tôi đang định nhặt nó lên. Cô đừng nói lại cho tôi đi. Nandini, ông làm như vậy không đúng. Chúng tôi vừa mới nhờ ông sửa con đường giúp chúng tôi. Ông cũng đã nhiệt tình hứa là sẽ giúp đỡ. Thưa ngài bộ trưởng, những khiếu nại này không phải là rác bỏ đi. Đó là nỗi đau của chúng tôi mà ngày nào chúng tôi cũng phải chịu đựng. Vậy mà ông nỡ lòng nào đùa cợt với những nỗi đau của chúng tôi. Ông gieo cho chúng tôi hy vọng bằng những lời hứa suông, để rồi sau lưng ông lại phá vỡ nó. Ông nên nhớ một điều là nước mắt người dân không bao giờ là vô ích. Một ngày nào đó, nó sẽ có sức mạnh thay đổi cả chính phủ này. Thông thường nước mắt của người dân chính là mật viết nên vận mệnh của người lãnh đạo. Ta không chỉ phải tìm ra những vấn đề của họ, mà còn phải có giải pháp cho những vấn đề đó. Ta không chỉ dùng đầu óc, mà còn phải dùng cả trái tim. Họ rất quan trọng với chúng ta, và cũng ngược lại, ta phải đánh thức niềm hy vọng của họ. Cô nghe đây Nandini, tôi thấu hiểu được nỗi đau của mọi người. Tôi có thể cảm nhận nó. Giờ ông nói gì cũng vô ích mà thôi ngài bộ trưởng. Tôi thấy cả rồi. Trước khi ra khỏi đây, tôi muốn nói với ông một điều. Một người bình thường sống hết cuộc đời của họ bằng chính niềm hy vọng của họ. Chơi đùa với hy vọng của họ nghĩa là chơi đùa với cuộc sống của họ. Cả tôi và ông, không một ai được có quyền này đâu. Hy vọng của ông cũng sắp tan biến rồi. Và vị trí này của ông cũng không còn giữ được lâu đâu. Lịch sử sẽ là bằng chứng cho lời nói của tôi. Đừng có mà đùa giỡn với hy vọng của người dân. Lính canh ở đâu mà sao dám để cô ta vào đây lộng ngôn như vậy hả? Tôi sẽ đi kiểm tra và phạt họ. Biết tay tôi đó. Ông Bandy, tôi đã thấy được một tia hy vọng rồi. Ông Misa nói đúng, cư dân Rajodibas sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Không phải thì tương lai mà là hiện tại. Bởi vì một cô gái nhạy bén như là Nandini đang ở cùng chúng ta. Đúng. Tôi cũng không biết nói sao. Khi mà con bé Nandini được sinh ra, nhiều người thân của chúng tôi đều tỏ ra chán nản với việc đó. Họ đã hỏi tôi,
Tại sao sinh con gái? Giờ tôi phải nghe những lời chế nhạo từ chính người thân của cô ấy. Họ đã nhẫn tâm làm cô ấy tổn thương. Nhưng mà hôm nay cũng Nandini, con bé đã gieo hy vọng vào tất cả chúng ta với thái độ vô cùng tích cực của con bé. Ông nói rất đúng đó. Bởi vì có Nandini mà ngài bộ trưởng sẽ buộc phải giải quyết tất cả vấn đề của chúng ta. Đúng. Ủa, Nandini ra rồi kìa. Qua đây nào con gái. Thế nào Nandini, có phải là ngài bộ trưởng có vẻ rất tử tế và đàng hoàng có đúng không? Không phải bộ trưởng nào cũng tham nhũng có đúng hay không con? Không phải ai cũng như nhau, và không phải tất cả bộ trưởng đều giống nhau. Đúng vậy. Nandini à, con đã nói đúng rồi đó. Những người luôn cố gắng sẽ không bao giờ thất bại. Nào, đến đây đi. Về thôi. Ta về nào. Anh đã nói với tôi rất nhiều vấn đề, nhưng mà bây giờ anh vẫn không chịu đề cập đến vai trò của tôi. Rồi cậu sẽ biết thôi, vào sáng ngày mai. Bây giờ hãy đi nghỉ đi. Cậu có vẻ mệt mỏi rồi đó. Một giấc ngủ bây giờ với cậu là quan trọng nhất. Đúng là một ngày mệt mỏi. Đêm nay tôi sẽ ngủ rất ngon. Chúc ngủ ngon. Vậy hẹn gặp cậu vào ngày mai. Cảm ơn. Hey, tôi phải làm gì với khiếu nại giết bằng niềm tin này đây? Ngài cứ làm những gì như mọi khi ngài làm thôi thưa ngài. Đổ đầy túi mình hay là sữa ổ gà? Nếu tôi còn ở đây, con đường đó không nên được sửa chữa. Con vẫn chưa ngủ à? Sao vậy con? Nandini, con đang khóc đó sao? Có chuyện gì hả con? Không phải là chúng ta đã gửi những khiếu nại này ở văn phòng bộ trưởng rồi sao? Đây là... Ba ơi, con không biết mọi người có giống nhau hay không, nhưng tất cả các bộ trưởng họ đều giống nhau. Những người dân thường chỉ là một món đồ để họ chơi đùa. Họ chỉ xem chúng ta như con quay và xoay chúng ta theo ý họ muốn. Ba ơi, tại sao những người bình thường không thể làm gì khác ngoài việc tin tưởng vào những bộ trưởng này chứ? Tại sao 1,25 tỷ dân nước ta không thể làm cái gì khác ngoài việc trao niềm tin và hy vọng cho những bộ trưởng này vậy hả ba? Vì hy vọng là thứ giữ cho thế giới này tồn tại. Con biết thưa ba, và con đã tự tin bước đi trên con đường đầy hy vọng đó. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Hy vọng của con đã tan dở rồi. Con đã tận mắt thấy họ dối trá như thế nào. Ba ơi, khi con quay lại văn phòng bộ trưởng, hy vọng của mọi người nên nằm ở trong thùng rác hết rồi. Như thế người dân bình thường chúng ta chưa hề đối mặt với bất kỳ vấn đề nào. Nếu chúng ta gặp phải bất kỳ vấn đề nào thì chúng ta không bao giờ nên phàn nàn, cho dù là do nhầm lẫn, đúng không ba? Nếu chúng ta phàn nàn, chúng ta cũng không nên nuôi dưỡng bất kỳ hy vọng nào, có đúng như vậy không hả ba?
Con là người đánh thức niềm hy vọng của mọi người. Mọi người đã rất tin tưởng ở con, vậy mà con không thể nào hiện thực hóa được những mong đợi của họ. Ba ơi ba, đó chính là lỗi của con. Chúng ta đã cố gắng ngẩng cao đầu và nhìn vào mặt trời, vậy mà lại... Không đâu con, chúng ta không sai. Những người chơi đùa với cảm xúc của người khác mới là những người sai. Họ đến sau mỗi 5 năm để tìm kiếm phiếu bầu, nhưng sau khi chiến thắng thì sao? Họ đã biến mất như không có gì xảy ra hết. Họ đã sai lầm khi không hiểu được sức mạnh của dân thường là thế nào. Thần linh không tự nhiên tạo ra vấn đề nào đó mà không có giải pháp. Con hãy nghỉ ngơi và chờ tới sáng mai, sau đó cho mọi người biết được bộ mặt của tên bộ trưởng đó. Mọi người sẽ cảm thấy tồi tệ một chút, nhưng ba biết là không phải cú đánh nào cũng làm người ta ngã quỵ. Thông thường thì sau một cú đánh sẽ khiến con người ta thận trọng hơn con à. Ba ơi, mọi người sẽ đau lòng lắm đó. Không có đâu con. Người bình thường là bu lông đai ốc mái của một nền dân chủ, không bao giờ bị phá vỡ. Chúng ta có thể chịu đựng được mọi cú đánh, chúng ta sẽ chịu được thôi con à. Thật tốt khi chúng ta phát hiện ra được sự thật trước khi mọi chuyện trở nên đi quá xa. Một lần nữa chúng ta phát hiện ra rằng ta phải tự lau nước mắt cho mình và phải tự mình đứng lên. Con gái yêu của ba, ngày mai nhất định con phải nói cho mọi người biết tất cả sự thật. Sự thật cay đắng vẫn tốt hơn dối trá và những hy vọng hão huyền. À, vào đi. Chào cậu buổi sáng. Chào buổi sáng. Thưa cậu, cậu A Bay có nhắn cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng. À, A Bay. Chào buổi sáng. À, chào buổi sáng, A Bay. Sẵn sàng rồi. Không được. Là sao? Cậu không thể đi như vậy được. Tại sao? Đến đồng hồ. Đồng hồ. Đồng hồ may mắn của tôi. Vậy cho nên là tôi sẽ chỉ đeo nó thôi. Xin lỗi. Được rồi. Không. Không. Không 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 không.
Nhìn cậu ra dáng nhà lãnh đạo rồi đó. Rất hoàn hảo. Nếu như ba con còn sống, không biết ông ấy sẽ vui đến mức nào khi thấy con trong bộ trang phục này nữa. Trong một khoảnh khắc, mẹ cảm thấy như là Vincent đang đứng ngay trước mặt của mẹ vậy. Ông thấy không, hôm nay con trai của chúng ta đã bước đi bước đầu tiên đến việc thực hiện ước mơ của ông rồi.